Animax một lần nữa đưa bạn du hành đến thế giới khác. Lần này tôi sẽ thoát khỏi số phận, tham gia vào một nhiệm vụ bí mật không ai biết, giải cứu yêu tinh và lập nên khế ước vĩnh cửu. Đứa trẻ này sẽ không trở thành phù thủy. Liệu đây sẽ là mối ràng buộc ngọt ngào hay sự nghiệt ngã của số phận? Tôi hứa sẽ đưa cậu đến tương lai cậu hằng mong đợi. Đón xem Loạt phim bắt đầu lại từ số 0 ở thế giới mới từ ngày 11 tháng 10 trên kênh Animax.